khi hai người quen nhau thì cái người suy nghĩ về tuổi tác nhiều nhất là bản thân mình. Dạ. Tại vì mình nghĩ là mình lớn hơn cô vợ mình rất là nhiều tuổi, mà lại cô vợ là con một nữa. Dạ. Thành ra là chuẩn bị tâm lý chịu đựng rất là nhiều. Sao anh lại dùng từ chịu đựng? Cái đó là mình nói cho vui thôi. Cái thật ra thì một người thanh đàn ông mà có một cô vợ trẻ thì ai cũng đều phải cưng hết. Cưng. Dạ. Nhưng mà anh quen với Hoàng Anh bao lâu thì hai người lấy nhau? Gần một năm. Một năm thì trong một năm đó là anh đã chuẩn bị tâm lý anh như thế nào? Và cái khi mà mình kết hôn rồi thì mình có bị trái với những điều mình đã chuẩn bị sẵn không? Cũng không có nhiều nữa. Tại vì thực ra mình cũng hiểu là thứ nhất là vợ con một, thứ nhì là cái tuổi của mình lúc đó nó vượt qua cái ngưỡng cửa 30 rồi. Thì mình cũng cảm nhận được về cái cách sống của vợ chồng, của gia đình. Rồi là thế còn Hoàng Anh thì sao? Khi mà bạn một cái người lớn tuổi như vậy bạn lấy làm chồng thì bạn có cái điều gì e ngại không? Dạ, em có quan niệm là em phải lấy chồng nhiều tuổi hơn mình để được mình được cưng chiều. Dạ, mãn nguyện rồi. Có nghĩa là Hoàng Anh đã có cái ý định là như vậy, tìm một cái người lớn tuổi hơn để mà mình lấy. Dạ. Vậy còn Thảo thì sao? Nếu mà hỏi em thì em chắc có lẽ là cũng đồng quan điểm với Hoàng Anh á. Em không phân biệt về tuổi tác. Giống như chia sẻ ngay từ đầu là em chưa từng có bạn trai lớn hơn mình quá 8 tuổi. Đối với chị nghĩ 8 tuổi cũng là nhiều rồi đó. Vậy thì có những cái khó khăn gì khi mà chênh lệch nhau đến 8 tuổi không? Em chỉ dừng ở mức độ là bạn trai thôi thì nó cũng không có phát sinh ra nhiều vấn đề lắm. Dạ. Thì khi quen nhau á, có những cái không đến được với nhau thôi, chứ còn những cái phát sinh sau khi cưới thì do mình chưa cưới nên mình chưa cảm nhận. Những cái không đến được với nhau là sao, là cái gì? Có gì đâu mà ngại, ta chia sẻ cho mọi người ta cùng. Dạ, nhiều khi có thể nói là ảnh cũng nói là trời em trẻ con quá, sao em không chịu suy nghĩ gì hết vậy. Trong khi em thì em nghĩ rất là đơn giản, em nghĩ gì em nói cái đó, em muốn cái gì em chỉ nói ra cái điều em muốn thôi. Nhưng mà anh bạn trai em thì lại kêu rằng là sao em còn nít quá vậy, em làm cái gì em cũng phải suy nghĩ một chút xíu chứ. Đó cũng là những vấn đề tranh cãi. Dạ, đó chính mà là cái điều tranh cãi này có thường xuyên không trong cái mối quan hệ của bạn với bạn trai của mình? Chắc đó là lý do để em chia tay. Đó, thấy chưa? Đó, rõ ràng đó là vấn đề vậy mà bạn nói không có chuyện gì. Bây giờ quay qua lại với cặp vợ chồng của anh Nguyên Vũ và Hoàng Anh, tại tưởng nghĩ là cặp này sẽ có nhiều vấn đề đây. Thì thật sự anh có khi nào bị bạn bè mình chê hay là trong gia đình nó sao lấy gì cái ông già quá vậy chứ? Dạ không chị, tại vì đi đâu thì được khen nói là lớn tuổi mà sao nhìn còn trẻ quá. Mừng quá, cố tình mình chồng nên Vũ rất là vui ạ. Khen chồng khen. Thật ra thì chỉ có ba mẹ mình thôi. Dạ. Nói chung là cũng có nói chuyện với mình về nhiều vấn đề đó thì dạ. Cũng có khuyên bảo là vấn đề là trước có tuổi 40 thì nó không vấn đề gì, nhưng mà sau tuổi 40 chứ đi thì sẽ có nhiều vấn đề phát sinh. Dạ. Vấn đề phát sinh là gì vậy anh? Cái chuyện đầu tiên là chuyện về quan hệ vợ chồng. Thì khi đàn ông qua tuổi 40 thì mình cũng sẽ không có phong độ và được nhiều thứ như lúc còn trai trẻ. Dạ. Thì cái điều đó là ba mẹ rất là lo về vấn đề đó. Bản thân anh có lo hay không? Và bây giờ anh đã ở với vợ anh rồi thì anh thấy cái điều đó có xảy ra trong cuộc sống của anh không? Thật ra thì lúc đầu mình lo lắm. Dạ. Mới cưới về sợ lắm. Có nghĩa là sợ bị yếu đi. Không có đồng điệu được với vợ mình. Nhưng mà thật ra thì cái vấn đề nó không xảy ra thì do mình có sự chuẩn bị, và cái khoảng thời gian sau này thì mình hạn chế những cái bia rượu rồi đi, và mình chuyển qua bắt đầu mình biết giữ sức khỏe cho mình bằng thể dục. Em nghĩ là anh nên chia sẻ nhiều hơn nữa cho khán giả được biết. Dạ. Biết đâu người ta cũng nằm trong trường hợp đó. Thật ra đó là về vấn đề là về sức khỏe. Dạ. Thật ra nó còn nhiều cái trong suy nghĩ của anh, hay là cái hình thức đi bên ngoài. Có khi nào anh cảm thấy là mình thua sút vợ mình, hay là cái những cái nhìn của mọi người nhìn vào mà anh cảm thấy ái ngại không? Không, thật ra thì cái đó cũng không có nhiều như vậy. Thật ra thì mình cũng tự tin vào bản thân của mình. Dạ. Cái vấn đề mình tự tin đó là cái vấn đề quan trọng anh ha. Có lẽ cả nhà phải cho cô Mai hỏi Hoàng Anh. Dạ. Bởi vì khi phỏng vấn Hoàng Anh câu đầu tiên Hoàng Anh nói em giống như trong clip á. Vậy thì Hoàng Anh nói một chút về giống như thế nào? Dạ thì hằng ngày công việc như lau nhà, quét nhà. Rồi mỗi lần ăn cơm xong á là ông xã rửa chén. Dạ. Con lên lầu rồi nằm lướt Facebook. Sướng quá cô. Đây ngược lại thì bạn Thanh Phước lại chia sẻ thì trong nhà toàn là bạn Phước làm hết. Vậy thì trong gia đình bạn sao ảnh không có chia sẻ gì với bạn hả? Bạn cũng nhỏ hơn, bạn cũng phải được cưng chiều chứ. Theo em nghĩ ảnh đi làm cả ngày thấy ảnh cũng mệt. Cho nên là đàn ông đi làm việc nặng hơn mình làm văn phòng. Nên về nhà cái việc mà cơm nước hay là rửa chén lau nhà là cái việc nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng không có việc gì mà nặng hết. Nhưng mà rồi lúc mà bạn làm những cái chuyện mà trong nhà đó thì ảnh làm gì? Dạ ảnh ăn cơm xong thì ảnh lên phòng nghỉ ngơi. Trời, em không đồng ý đâu. Đúng không chị Tường, em không đồng ý đâu.
kỳ vậy? Anh Tùng anh phát biểu sao tự nhiên anh kỳ vậy? Anh để vợ anh làm hết. Có những lúc bởi bị mang tiếng rồi vậy. Nhà thì ở trên phòng hai vợ chồng trên lầu 3 thì mang bình nước 5 lít. Yeah. Đi xuống dưới cầu thang lấy nước lên. Hay là thay ra chăn ra rối nệm thì em làm. À anh cũng có làm. Dạ dạ. Còn gì nữa cũng không có làm vậy vậy. Được vậy thôi, lấy bình nước chứ là thay. Và rồi ngoài những cái việc là dọn dẹp nhà cửa, cái công việc lặt vặt cho gia đình thì trong các cái sinh hoạt của hai vợ chồng thì anh thấy có cái sự chênh lệch gì không đó? Đối với em thì em không thấy điều đó, tại vì dù gì thì tụi em cũng chỉ cách biệt có 4 tuổi thôi, dạ, thì cũng không có xin nghe gì mấy, dạ, cũng không rõ mấy. Cô nói là cái vấn đề này thì con nhớ tới một cái tâm sự của một khán giả như thế này. Hai vợ chồng của anh chị này là chênh nhau tới 20 tuổi lận cô, dạ. Chứ còn 8 tuổi, 11 tuổi chưa là gì đâu. Là người nhạy cảm thì anh Hoàng cảm nhận nét bối rối của vợ. Anh thường kiếm cớ thoái thác không đi cùng với cô vợ trẻ nữa. Không chỉ thế, dường như càng ngày suy nghĩ, sở thích và cả quan niệm sống của hai người càng bộc lộ dấu hiệu là lệch pha. Cô vợ thì thích đi shopping, đi bar mỗi cuối tuần hoặc là họp mặt bạn bè đi dã ngoại. Thì người chồng lại không mấy hứng thú như trước đây. Mỗi khi rảnh rỗi thì anh rút về phòng đọc sách, thi thoảng thì chăm sóc mấy cái giò lan. Đó thì cái trường hợp của vợ chồng này là hơi bị căng thẳng phải không cô? Như tôi đã chia sẻ với các bạn đấy, khi chúng ta lấy nhau thì chúng ta sẽ phải lường trước được. Đó là cái sự chênh lệch ngay cả trong cái quan hệ chăn gối vợ chồng. Chúng ta cũng phải đón nhận những điều này nữa, chứ không phải chỉ là cái hình thức đâu. Thậm chí rằng là có nhiều người vợ sau này là không phải là chồng ngại đi với vợ mà vợ là ngại đi với chồng cơ. Thế rồi đó là những cái chuyện bề ngoài. Tại sao cô? Là do mình thấy người ta sầm xì vậy? Tại mình... vì cảm giác là mình đi đâu cũng thấy là người ta cứ chê là chồng già, cho nên mặc cảm không muốn đi với chồng nữa. Cô chứ ơi, không phải là chỉ có chồng mà ngại đi với vợ đâu, cả hai vế nó đều có. Dạ. Nhưng mà nếu như vậy con lại cảm thấy là tình yêu của hai người đã không còn đủ mạnh như ngày xưa nữa. Cho nên tôi mới đang nói là tới cái việc là chúng ta phải lường trước được những điều này, chúng ta phải nhận thức đầy đủ về hôn nhân của hai vợ chồng lệch tuổi. Nói như vậy không phải là bi quan, mà chúng ta không nhìn nhận cái thực tế này thì nó sẽ rất là khó. Người ta tâm sự đó, tức là sau đó thì cứ thấy mọi cái đều là không hòa hợp, không thoải mái và không có sự thăng hoa trong đời sống chăn gối vợ chồng. Dạ. Đôi khi nó lại càng làm cho cái khoảng cách nó càng kéo xa ra. Nhưng người ta sẽ ngại, người ta không nói những vấn đề đó. Mà người ta chỉ nói là cái do người ngoài, rồi về tính cách là bây giờ anh không có thích đi với mình. Người ta sẽ có 1001 lý do để nói. Nhưng mà có những cái điều kiện quan trọng nhất đó là cái sự thầm kín. Cái lúc mà người ta gọi là người ta tận hưởng cái tình yêu vợ chồng đó, thì rõ ràng không phải chỉ là chăn gối không thôi, vợ chồng nó còn nhiều thứ khác. Nhưng một trong những điều mà người ta có thể hóa giải được những cái khó khăn trong cuộc sống vợ chồng đó là cái sự chăn gối hòa hợp. Vậy thì các bạn khi mà chấp nhận lấy nhau mà chênh lệch tuổi khá nhiều thì các bạn phải hình dung ra được là chúng ta phải đối mặt với những khó khăn thực sự. Vậy thì người vợ lúc đó phải có cái kiến thức là được trợ giúp bởi những cái gì là những cái chuyên gia, để cho người ta thấy rằng là mình đón nhận cái điều đó là bình thường. Thì giống như nãy mình nói á, mình đang chuẩn bị tương lai là mình phải giữ sức khỏe cho mình chứ. Yeah. Đó. Giống như cô nói là nó sẽ giảm bớt đi chứ nó không phải là... Dạ. Yeah. Yeah, nó cho cái sự phù hợp của vợ chồng nó sẽ sự cân bằng là nhiều. Thế cô còn... ơi, cô, bây giờ mình phải hỏi Hoàng Anh đi. Thế Hoàng Anh thì Hoàng sao? Hoàng Anh đang trẻ trung như vậy mà bây giờ với anh Vũ, ông xã mình hơn mình 11 tuổi thì đã chuẩn bị như thế nào cho cái sự thay đổi của chồng? Thì em cũng có suy nghĩ vấn đề này rồi. Dạ. Tại vì mình cũng còn trẻ nên nhiều lúc cái nhu cầu của mình nó cũng hơi cao. Dạ. Ngẫu nhận được điều đó. Dạ. Thì em cũng nhiều lúc đó, ông xã em như là đi làm về mệt hay là khoảng chừng 4-5 ngày gì á, chưa có chuyện đó. Yeah. Thì em cũng ráng kiềm chế lại. Yeah. Em cũng quan tâm là hỏi công việc ông xã làm. Yeah. Có mệt hay là không, rồi cùng trò chuyện với ông xã coi ông xã có bị stress hay là cái gì. Yeah. Đó không, để giải quyết cái vấn đề đó. Nhưng có khi nào bạn tâm sự với ông xã là giống như là mình đang chờ đợi điều đó, hay mình đang kiềm chế không? Dạ cũng có vậy. Rồi anh nói sao? Thì ông xã em nói là mấy hôm nay công việc nhiều quá. Thì cũng thông cảm cho ông xã em, thì em cũng thông cảm. Thì sau mấy lần vậy đó thì mình cũng mạnh dạn tấn công khiêu khích. Rất là dễ thương. Thực ra thì các bạn có thấy rằng là Hoàng Anh nói rất là hồn nhiên. Dạ. Thật lòng. Và đó là hạnh phúc của vợ chồng mà. Nhưng không có nghĩa lúc nào chúng ta cũng phải có cái chuyện chăn gối xảy ra. Mà nhiều khi đó các đức ông chồng đó
có những cái cử chỉ âu yếm vuốt ve hoặc là tặng cho vợ mình một nụ hôn. Tất cả những cái điều đó nó có thể thay thế được chứ không phải lúc nào chúng ta cũng đặt nặng vấn đề đó đâu. Dạ đúng rồi cô. Dạ. Thật ra mà nói với tâm lý của người phụ nữ, đôi khi con thấy một cái động tác nhỏ thôi, dạ, một cái sự chăm sóc nhẹ nhàng thôi cũng làm cho người vợ cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng là tất cả các bạn ngồi đây đó sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ hài lòng. Ở đây mình không có đặt vấn đề cụ thể nó như thế nào, yeah, mà mình hài lòng về nhau, yeah, điều đó là quan trọng lắm. Thế thì còn Thanh Phước với là anh Tùng, có khi nào mà bạn cảm thấy bạn chưa hài lòng về chuyện đó với chồng? Dạ theo em thì do là vì sao anh cũng lớn hơn em mấy tuổi á, cho nên là cái trải đời của anh nhiều rồi, cho nên là anh có kinh nghiệm, cho nên là anh thấy cái chuyện mà chăn gối thì anh rất là tuyệt vời. Có nghĩa là bạn chưa có bao giờ phải bị một cái cảm giác là chờ đợi hay là cảm thấy phải là cảm thấy thiếu thốn giống như là bạn Hoàng Anh. Dạ. Có một Hoàng Anh ơi, nhưng mà trong những cái lúc mà bạn cảm thấy mà bị thiếu thốn như vậy, nhưng thì những lúc đó bạn cảm thấy trong người như thế nào? Nói chung là cũng có hơi khó chịu. Thường á là em á sẽ quay mặt vô tường để cho cái sự chú ý mà cho sự chú ý. Nhưng mà nhiều lúc thì ông xã cũng có chú ý, nói là sao vậy, sao tự nhiên quay vô tường, không chịu quay nằm ngay lại ngủ, quay qua ôm xã đi ngủ nè. Thì em là không chịu, thôi bỏ bỏ người đúng không, bực mình. Xin hỏi Hoàng Anh với Nguyên Vũ kết hôn được bao nhiêu năm rồi ạ? Dạ 4 năm hơn rồi ạ. Dạ có mấy cháu rồi ạ? Dạ chưa có. Dạ chưa có cháu. Rồi cái lúc đó thì sao, rồi quay qua ôm mà không chịu rồi sao nữa? Em lúc đó em cũng chưa nói nữa, ông xã cứ khều khều quay qua đây đi rồi nói chuyện năm nỉ. Cái em cũng quay qua, xong rồi cái hai chồng nói chuyện qua lại với nhau ngủ. Vậy không thật thà đó, tại sao cơ? Ngủ. Em, yeah, em ngồi em trò chuyện với ông xã em, xong rồi ôm đồ nói chuyện động tay động chân đồ để cho mình giống như là khiêu khích vậy đó. Rồi em có đạt được mục đích không? Dạ có chứ. Thì ở đây mình cảm thấy rằng là mặc dù Hoàng Anh trẻ nhưng mà cô ấy cũng tận dụng được rất cái sự trẻ của mình để chồng trẻ lại cùng với mình cô ha. Dạ vâng. Cô ơi, cô thấy đó là những cái trường hợp của bạn Hoàng Anh là rõ ràng rất là dễ thương, nhưng mà còn có những cái cặp thì nhiều khi anh cũng muốn lắm, anh cũng thương nhưng mà cái khả năng anh không có đáp ứng được. Thì đó là những cái vấn đề cũng rất là nan giải phải không cô? Cảm ơn Cát Tường rất là quan tâm tới cái vấn đề này. Dạ. Xin hỏi là bạn Phước với bạn Tùng thì đã được mấy cháu rồi ạ? Dạ chưa cháu ạ. Dạ, được mấy năm rồi ạ? Dạ kết hôn được 1 năm 12 ngày ạ. 1 năm 12 ngày. Dạ. Cảm ơn bạn, như vậy là một tình yêu nồng nàn phải không ạ? Có khi người ta lấy nhau rồi, khi mà cô Mai hỏi là các bạn đã kết hôn được bao lâu thì người ta ngồi ta nhẩm tính mãi, ta nhớ lấy bao nhiêu. Dạ. Mà bạn thì bạn trả lời là 1 năm 12 ngày. Cầu mong 10 năm sau bạn cũng nhớ rõ là 10 năm bao nhiêu tháng đấy. Dạ phải không ạ? Đó là một trong những cái dấu hiệu là chúng ta yêu nhau và chúng ta trân trọng cái đời sống hôn nhân của mình. Chính là các bạn đã cho chúng ta rất là nhiều cái phải suy nghĩ trong đời sống vợ chồng. Sở dĩ các bạn còn đang có nhiều cái thời gian để mà mình dành cho nhau nhiều hơn, nhưng hãy nhớ rằng chúng ta lấy nhau là chúng ta sẽ sinh con đẻ cái. Và vì vậy cho nên có một cái chìa khóa cũng rất là quan trọng, đó là phụ nữ chúng ta sẽ làm là mẹ. Và khi chúng ta bận rộn với con cái đó thì nhiều khi chúng ta sẽ có những cái nhu cầu nó khác hơn đi, tức là vừa quan tâm tới con vừa quan tâm tới chồng, và cái mức độ lúc đó nhiều khi đó nó cũng sẽ kéo vợ chồng mình nó gần gũi nhau hơn. Nhiều khi ôm hôn con cái tức là ôm hôn vợ, ôm hôn chồng đấy. Cô nghĩ là ngoài những cái điều cô nói ra nó còn nhiều cái khác nữa. Có khi nào cái người lớn cô người ta mất tự tin, rồi cái vợ mà không có làm gì chơi nhưng mà đi đâu rồi cũng bị ghen tuông, sợ đi vợ mình trẻ quá. Dạ, có những ngoài trường hợp đó, đây mới chính là cái vấn đề chúng ta cần phải bàn tới. Tức là không phải cái chênh lệch về tuổi tác nó làm cho hôn nhân tan vỡ đâu, mà chính cái nhận thức của mình nó chưa đúng. Tôi nói ví dụ là chồng càng ngày càng mặc cảm già quá, không dám đi với vợ, cứ để vợ một mình, vợ cũng cô đơn. Và một lúc nào đó người ta cảm thấy cần có người tâm sự chia sẻ thì vô tình mình đã tạo cái cơ hội là có những cái mối quan hệ, mối giao tiếp ngoài gia đình. Và nếu nó kéo dài như vậy thì các bạn sẽ thấy hậu quả nó sẽ như thế nào. Cái anh cũng có khi nào để vợ mình đi chơi với bạn bè rồi ở nhà mình cảm thấy lo lắng chưa? Cũng có một vài lần vậy. Cũng mà mình cưới nhau về đó rồi, cái thời gian đầu thì nó xuất hiện như vậy. Nhưng mà giống như cô nói là mình cũng có cái suy nghĩ là mình cũng phải để cho vợ thoáng về cái việc quan hệ với bạn bè, cái hợp lớp gì đó.
Nhưng mà nếu mà xa hơn nữa thì là mình cũng phải đi theo. Thế còn Thảo, bạn trai Thảo có hay ghen không? Khi mà Thảo trẻ hơn rồi xinh hơn nữa, rồi mà lại giao thiệp cái nghề nghiệp của mình, lại quen biết nhiều người, thì ảnh có ghen rồi những lúc đó thì nó xảy ra những tình huống như thế nào? Dạ không có tình huống gì xảy ra đâu chị. Tại vì ảnh không có ghen, ảnh rất là thoải mái. Tại vì ảnh là người nước ngoài, có thể đó là do cái văn hóa của họ, ảnh mở rộng. Ngược lại ngày xưa con rất là khép kín, con không tự cho phép mình giao tiếp với người đàn ông lạ luôn nữa. Nhưng mà nhờ sau khi có bạn thì mình cảm giác cái giao tiếp của mình nó rộng mở hơn và nó tự tin hơn. Con thấy ảnh thoáng và con cảm giác con thoải mái. Khi mà con giao tiếp với nhiều người lạ như vậy thì con lại thấy rằng là không có ai bằng người bạn bên cạnh của mình hết. Cái văn hóa của người phương Tây họ sẽ khác, còn văn hóa của người Việt Nam thì nó sẽ khác. Cho nên ví dụ như là Thảo sẽ thấy tự tin hơn và vui vẻ, và anh có thể thấy Thảo trong cái giới nghệ sĩ của mình thì mình có thể tiếp xúc rộng rãi không sao cả. Nhưng đối với người đàn ông phương Đông và đặc biệt người đàn ông Việt Nam thì chúng ta lại phải trở về với cái bản sắc của mình, đó là gì ạ? Đó là một cái sự giao tiếp đối với người khác phái nó cần phải có sự chuẩn mực. Cho nên người vợ lúc đó cũng phải biết ý tứ, cũng biết khéo léo. Cứ tưởng tượng coi là vợ luôn luôn có lý do để đi gặp gỡ riêng với đối tác, với đồng nghiệp rất là trẻ trung, trong khi đó thì chồng thì không đi với mình. Và cứ càng ngày càng lui dần ở phía sau, trong khi vợ thì càng ngày càng đi ra phía bên ngoài. Con nghĩ nguyên cái sinh hoạt đó nó đã giúp cho người ta cảm thấy rằng là không yên tâm về nhau.